Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Tát Dã do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện, chương 97. Hai người ngửa đầu, một tiếng hồi lâu thì la to đến rất đá. Chỉ là Tưởng Thừa cảm thấy tư thế la to này trong chốc lát liền có chút thiếu oxy. Cậu tranh thủ thời gian cầm di động ra. Lại đây, giữ nguyên tư thế này, cấm đông đẩy. Chụp ảnh hả? Cố Phi ngoảnh đầu hỏi. Ừ, đừng nhúc nhích, nhìn ống kính. Tưởng Thừa cầm di động giơ ra đỉnh đầu. Hai cậu cùng nhau ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của mình trong màn hình. La to, Cố Phi nở nụ cười, lại lên theo cậu. Tưởng Thừa nhấn nút chụp. Rất tốt, cái cổ tôi cũng mỏi nhừ rồi. Đốt pháo hoa. Cố Phi đá túi nhựa. Nhị Miếu dám đốt sao? Tưởng Thừa hỏi. Nó không biết, Cố Phi nói. Cậu cầm lấy tay nó mới có thể đốt. Được. Tưởng Thừa móc hộp thuốc lá ra. Tôi mang nó theo đốt. Này. Cố Phi bật lửa trong tay đưa qua. Cậu còn định dùng nó để đốt thuốc lá hả? Quên mất. Tưởng Thừa nhận lấy cái bật lửa. Đây là cái bật lửa ống dài của Cố Phi lấy từ trong cửa hàng, chuyên dùng để nhóm bếp. Đến đây, Nhị Miếu, hai chúng ta đốt pháo hoa. Cố Miếu ôm ván trượt, nấu ná tới bên cạnh cậu. Tưởng Thừa đem bật lửa, đặt trong tay cô bé. Bấm chỗ này. Cậu đè vào ngón tay của Cố Miếu đánh bật lửa, sau đó kéo lấy tay của cô bé qua cái ngòi nổ của pháo hoa châm lửa. Được rồi, tốt rồi. Tưởng Thừa đem cô bé kéo về phía sau vài bước. Lần này là đốt một bó 8 lỗ. Mặc dù ban ngày xem ra không được quá chói mắt cho lắm, nhưng mà Cố Miếu vẫn vào trong nháy mắt pháo hoa bắn ra, hưng phấn huýt sáo một hơi vang lên. Lúc này Cố Phi xách ra một túi pháo hoa, coi như không nhiều lắm, nhưng mà Cố Miếu đốt pháo hoa với trẻ con khác không giống nhau cho lắm. Trẻ con khác đều là muốn xem một cái lại tiếp một cái. Cô bé thì đốt một cái liền sẽ hưng phấn mà dẫm lên ván trượt, ra ngoài xoay 2 vòng mới trở lại. Nếu như gặp phải bên cạnh có người đốt pháo dây, cô bé còn muốn đi chui qua một lần. Vì vậy chỉ chút pháo hoa này đốt 1 tiếng đồng hồ mới cơ bản là đốt xong. Xong rồi, không còn. Cố Phi nói. Còn có cái khác nhưng ban đêm trời tối rồi đốt nhìn đẹp. Tưởng Thừa vừa muốn nói chuyện, từ con đường bên cạnh bao phủ cho một đám khói thuốc pháo. Xa xa truyền tới một âm thanh kêu gọi, giống như từ nơi chân trời vọng về, cao vút lành lót. Phi Phi, Miếu Miếu, còn có bạn học ăn cơm. Trời địch. Tưởng Thừa có chút khiếp sợ quay đầu nhìn Cố Phi. Đây là ai đang kêu? Còn có thể là ai chứ? Cố Phi cả mặt một lời nói không hết. Đuôi ngựa giấy xanh. Tưởng Thừa hỏi. Tốc độ đặc biệt xanh này của cậu có hơi kinh người đấy. Cố Phi thở dài. Đi thôi, đi về thưởng thức tay nghề của cái rổ ấy. Là giấy xanh, không phải cái rổ. Tưởng Thừa sửa lại phát âm của cậu ta. Giấy xanh. Cố Phi đi về phía trước vừa nói lại một lần. Anh ta là màu xanh ấy mà, làm sao mà vừa mới hả họng kêu một cái, giống như nhà giọng nữ có âm vực cao Saburo ấy. Tưởng Thừa vẫn có chút chưa hoàn hồn lại. Tôi tưởng là mẹ cậu gọi đấy chứ, Phi Phi. Có tin tôi đánh cậu hay không? Cố Phi liếc mắt nhìn cậu. Ngon thì đến đây, không đánh không phải là người. Tưởng Thừa bỗng nhiên tâm tình rất tốt. Trong không khí tràn đầy mùi thuốc pháo này, mặc dù nhìn không rõ phía trước có cái gì, nhưng mà ở bên cạnh có người mình để ý ở nhất vùng cùng nhau tản bộ mua đồ, cùng nhau đốt pháo hoa, cùng nhau ăn cơm bữa cơm tất niên. Cậu chỉ là kiềm chế không được mà cảm thấy tâm tình rất tốt. Cậu nhảy lên một cái, chân phải bước tới phía trước một bước, khuỷu cối cong, sau đó dùng tay chống nạnh bắt đầu rung vai, nói rất có nhịp điệu. Không đánh, không phải là người. Trên mặt của Cố Phi không có bất kỳ biểu cảm nào mà nhìn cậu. Mấy giây sau quay đầu rồi chạy đi. Nhị Miếu, chạy mau, có yêu quái. Tiếp đó là huýt sáo một tiếng. Cố Miếu vừa nghe theo lập tức liền đạp ván trượt một cái, xông ra đường phía trước. Anh chàng đuôi ngựa làm cơm cũng rất nhanh. Lúc bọn họ trở về trong cửa hàng, trên bàn đã bày ra 6 món một canh, đều là món chính. Không hổ là đầu bếp. Xem đẳng cấp món ăn, đầu bếp này chắc không phải là làm việc thuộc chỗ quá cao cấp, nhưng mà một bàn thức ăn ngửi thấy vẫn rất thơm, khiến người ta thèm. Vất vả rồi, Lúc Tưởng Thừa ngồi xuống nói một câu: "Không vất vả, đây là sở trường của tôi." Đuôi ngựa hô tay một cái: "Một bàn này là việc nhỏ. Mẹ đi lấy chút rượu." Mẹ Cố Phi chạy đến trước tủ rượu để nhìn một chút, chọn bình Kim Lục Phúc: "Cái này là ăn mừng, uống cái này đi." Nhìn Miếu tự mình đi lấy thức uống, Cố Phi nói với Cố Miếu. Cố Miếu chạy đến lấy trong tủ lạnh một blonde bia, quay đầu nhìn Cố Phi: Uống đi." Cố Phi nói. Nhìn Miếu: "Lại đây." Đuôi ngựa từ trong túi móc ra một cái bì đỏ lì xì, cầm lấy. Cố Miếu không nhìn anh ta, tự nhìn cái túi đầu rồi móc mấy cái vòng nắp bia kéo lên. Nhìn Miếu. Mẹ Cố Phi kéo cô bé một tiếng: "Chú mừng con tiền lì xì mừng tuổi đấy." Cố Miếu vẫn không ngẩng đầu. Sau khi tiếp tục móc mớ vỏ lại ra, ngửa đầu rót mấy ngụm bia, sau đó chùi miệng một cái, ngồi xuống nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. "Nhìn Miếu." Cố Phi mở miệng. Cố Miếu ngẩng đầu: "Chú cho em tiền mừng tuổi, cầm lấy cẩn thận." "Cảm ơn chú." Cố Phi nhìn cô bé. Cố Miếu cuối cùng quay đầu nhìn đuôi ngựa, đứng lên trước tiên, cúi chào và vái, sau đó cầm lấy bì lì xì đỏ, bỏ vào trong túi của mình. Đến, đuôi ngựa tiếp tục lúi húi. "Phi Phi." "Không cần." Cố Phi ngẩn người, hết sức lúng túng, ngượng ngồm xua tay. "Thật sự không cần." "Nó thì không cần cho." Mẹ Cố Phi ngăn cản đuôi ngựa. "Cô trưởng thành rồi, không phải là trẻ con." Sau khi vô cùng lúng túng khó xử mà đùn đẩy vài lần, đuôi ngựa đem bì lì xì thu lại. Mẹ Cố Phi cầm ly lên: Tới, trước tiên chúc con trai tôi phát tài, con gái tôi khỏe mạnh, Tưởng Thừa thi được trường đại học nổi tiếng." "Anh đâu?" Đuôi ngựa hỏi. Tưởng Thừa hết hồn nghe thấy giọng điệu làm nũng của đuôi ngựa, liếc nhìn Cố Phi bên kia một cái. Cố Phi bưng ly, biểu cảm trên mặt biến hóa đủ màu. "Anh đó." Mẹ Cố Phi cười, dựa vào trên người đuôi ngựa một cái. "Chúc anh vạn sự như ý nha." Trong giọng điệu này ấy nếu mà đều tràn ngập đầy ngây thơ. Tưởng Thừa cầm ly, mồ hôi cũng sắp rơi xuống rồi, lại nhìn qua Cố Phi. Cậu ta đã ngượng ngạo mà nghiêng đầu ra ngoài. Chỉ có Cố Miếu vẫn bình tĩnh tự nhiên, đối diện với một bàn đồ ăn ngẩn ra. Sau hai câu này, mẹ Cố Phi và đôi ngựa bỗng nhiên cứ bắt đầu trạng thái yêu đương thẹn thùng, như chỗ không người, giờ ly lên quên mất bản thân, mà bắt đầu liếc mắt đưa tình. Cố Phi đem ly tới đụng một cái trên ly của Tưởng Thừa. "Thừa ca, năm nay không có gì cả nổi, đánh đâu thắng đó nha." Vạn sự suôn sẻ. Trong khóe mắt Tưởng Thừa nhìn thấy hai người kia còn chìm đắm, khẽ nói: "Bạn trai." Cố Phi cười lên, uống một ngụm rượu, sau đó lại duỗi tay qua cùng lon bia của Cố Phi, rồi: "Nhị Miếu, ăn no chóng lớn nha." Nhị Miếu mỗi ngày tiến lên. Tưởng Thừa cùng lon bia cùng cô bé. Lúc bọn họ bắt đầu ăn, mẹ Cố Phi cùng đuôi ngựa mới coi như tỉnh táo lại, nhưng cũng đã kênh chuyển nâng cốc chúc mừng, cùng nhau theo đó bắt đầu ăn. Một bữa cơm, Cố Phi và Tưởng Thừa không nói lời nào, nhưng lại chẳng hề tẻ nhạt, bởi vì có một đôi tình nhân ngọt ngào vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình. Ngoài trừ bên ngoài liếc mắt đưa tình ra, thì đều là mẹ Cố Phi chống cằm, nghề đuổi ngựa ba hoa. Có điều là ba hoa của anh ta có thể coi như không quá lớn, chủ đề chính vẫn là cửa tiệm mà anh ta hôm nay muốn nhượng lại của ông chủ bọn họ. Tưởng Thừa vẫn luôn muốn nhắc nhở anh ta. Anh có hỏi qua ông chủ rằng ông ta muốn bán hay không chưa? Chỉ có điều bầu không khí cực đại của hai bọn họ, người ngoài cơ bản không chen miệng vào được. Món ăn của đôi ngựa vẫn chấp nhận được, ngửi mùi thơm, ăn vào cũng không tệ. Cố Miếu thì ăn rất vui vẻ, cứ gắp liên tục, một miếng thịt ngụm một ly rượu, tương đối thỏa thuê. Đôi tình nhân đối diện đoán chừng không ăn no, Tưởng Thừa thậm chí không sao nhìn thấy bọn họ đùng đúa. Bọn mẹ ra ngoài đi loanh quanh. Ăn được xem, mẹ Cố Phi đứng lên, cảm nhận một chút mùi vị của năm mới. "Vâng," Cố Phi đáp một tiếng. "Đi chơi vui vẻ," Tưởng Thừa nói theo. "Cảm ơn." Mẹ Cố Phi kéo đuôi ngựa đi ra ngoài, rất nhanh đã nghe thấy tiếng xe mô tô khởi động xa xa. Tưởng Thừa dựa vào trên ghế duỗi dài chân, nhìn Cố Miếu vẫn còn đang vùi đầu tận lực mà ăn. Cố Phi ở bên cạnh đốt điếu thuốc. "Muốn không?" "Lát nữa đi," Tưởng Thừa nói. "Tôi ăn 2 miếng nữa." Đồ ăn này làm cũng được, Cố Phi nói. Ừ, Tưởng Thừa múc chén canh. Người này so với những người trước kia thì thế nào? Không biết, Cố Phi nhíu mày. Trước đây có người so với người này nhìn ra sáng tin bài hơn hẳn, nhưng cuối cùng cũng thế. Vậy, Tưởng Thừa nhìn cậu, chỉ cần đừng động tiền trong cửa hàng. Cố Phi lùi ra sau, nhựa nhẹ vào ghế. Tôi cũng lười quản, người trưởng thành rồi. Ừ. Tưởng Thừa cầm bình rượu lên lắc lắc, vừa rót rượu cho Cố Phi, vừa ngẫm nghĩ. Mới vừa rồi, người kia say rượu lái xe thì phải. Nè, Cố Phi cười. Thừa cá, cậu thật là, anh ta chỉ uống 2 phần thôi. Buổi chiều Lý Viêm bọn họ qua đây, nếu các cậu uống, cưới xe đạp ra ngoài là được rồi. Tưởng Thừa nói, cậu uống cũng sảng khoái hơn 2 phần. Chúng tôi không ra ngoài, không chỗ nào để đi. Cố Phi nói, chúng tôi chỉ làm ở chỗ này xem tivi, tán gẫu, có lúc thì chơi đánh bài. Sinh hoạt giống như người già cả, Tưởng Thừa nói. Ừ, Cố Phi gật đầu. Sinh hoạt của người trẻ tuổi đều đã cùng ở cậu ở trên giường rồi còn gì. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta. Nói chuyện chú ý chút đi. Trên giường. Cố Phi lặp lại liên hồi. Lên giường. Ngủ đi, Tưởng Thừa nói. Sau khi Cố Miếu cầm một miếng xương sườn cuối cùng gặp sạch sẽ, hai cậu sẽ đem cái bàn thu dọn. Chuyện rửa chén quả là vô cùng chán. Tưởng Thừa hôm nay, lần đầu tiên lúc rửa chén, cảm thấy tâm trạng không tệ. Cố Phi cầm di động để ở bên cạnh, mở nhạc cho cậu. Cậu theo kịp nhịp điệu long cong, đã đem chén bát rửa xong. Lúc này từng nhà đều đang ăn cơm, tiếng pháo bên ngoài hơi nhỏ một chút. Cậu từ phòng bếp đi ra, đứng ở trong sân sau, nghe tiếng pháo xa xa. Trước đây lúc ăn Tết cảm thấy bình thường, nghe thấy tiếng pháo ầm ĩ kiểu này, cậu sẽ cảm thấy rất phiền, vô cùng hoảng loạn. Bây giờ vẫn là lần đầu tiên có thể tâm bình khí hòa mà nghe tiếng động như thế. Thậm chí có thể cảm thấy dưới quang cảnh đổ nát của xưởng thép, bởi vì ăn Tết mà sức sống hừng hực hiện ra. Tuyết rơi rồi, may mắn chúng tôi tới sớm. Trong cửa hàng truyền đến giọng của Lưu Phàm. Tưởng Thừa ngẩng đầu lên, hoa tuyết trên trời bay lất phất xuống vẫn rất nhỏ, trong vòng tròn xoáy thu ngược. Lúc đáp xuống mặt đất vốn là một hạt băng đá nhỏ xíu, tiếp đó liền nhanh chóng tan biến. Cậu xoay người vào trong cửa hàng. Lưu Phàm cùng Lý Viêm còn có La Vũ mới vừa vào cửa hàng, đang cởi áo khoác. Tưởng Thừa, năm mới tốt lành nhé. La Vũ chào hỏi. Ừ, năm mới tốt lành. Tưởng Thừa cười lại. Tưởng cậu hôm nay cũng ôn tập chứ? Lý Viêm nói. Đại Phi nói cậu mỗi ngày từ sáng tới tối đều đang ôn tập. Lát nữa trở về tiếp tục ôn tập nè, Tưởng Thừa nói. Chơi một lát rồi về chứ? Lý Viêm hỏi. Tụi tôi còn mang một đống đồ Tết qua đây đấy, nếm thử một chút. Bây giờ thực sự nếm thử không nổi rồi. Tưởng Thừa xoa xoa bụng, mới vừa nhét đầy một bụng. Tưởng Thừa, anh trai có đồ tặng cậu. Lưu Phàm từ bên cạnh xách lên một cái túi nhựa lớn qua. Đây là chúng tôi bảo Trần Kiệt làm. Trần Kiệt có người bạn học thực tập ở Nhất Trung, làm tài liệu ôn tập cho lớp 12 của bọn họ. Khỉ gió, Cố Phi cười. Các cậu đến mức này sao? Một đám người đại học cũng không lên được, nhìn thấy lớp đàn em hâm mộ đấy. Lý Phim cười rồi ngồi xuống, móc ra bao lì xì rất giống cái chấm nhét vào trong túi của Cố Miếu. Tụi anh cho em tiền lì xì, tự mình cất vào, đừng đưa cho anh trai em. Lúc Tưởng Thừa nhận lấy cái túi nhựa lớn nặng trĩu này có chút cảm thụ không nói lên lời, cả buổi cũng chỉ nói ra được một câu cảm ơn. Không cần khách sáo, Lưu Phàm đáp. Nói xong mấy người đều cười, La Vũ thì thở dài. Không cần nghiêm túc như thế, nói cũng nói không xong. Một đám người chia nhau ngồi trên ghế trong cửa hàng, bắt đầu tán dóc. Tưởng Thừa lấy ra mấy tờ tài liệu nhìn xem, đều là bài thi của Nhất Trung, phát ra khoảng thời gian này. Còn có một ít tài liệu của thầy cô tìm được ở một số nơi, hơi trùng lặp với Tứ Trung, còn có đa phần chưa từng thấy. Lý Viêm bọn họ có thể tìm tài liệu ôn tập cho cậu. Việc này trước đây Tưởng Thừa hoàn toàn không nghĩ tới. Bản thân chuẩn bị thi, ngay cả đám người suốt ngày sống không có lý tưởng cũng bị kinh động, cũng đúng là thần kỳ. Nhưng mà cũng chính là thế này, cậu bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Liếc mắt nhìn Cố Phi ở trước mặt đang ngồi nghe mấy người chém gió, Cố Phi đối với mình có biết bao nhiêu kỳ vọng. Lúc Lý Viêm đề nghị đánh bài, Tưởng Thừa quyết định trở lại đọc sách. Luộc sủi cảo xong gọi cậu qua ăn. Cố Phi cùng với cậu đi ra cửa hàng. Muốn tôi tiễn cậu trở về không? Buổi tối muốn tôi đón cậu à? Cố Miếu cũng không cần cậu đưa đón chứ. Tưởng Thừa cười. Đưa đón chỉ là cái cớ. Cố Phi lười biếng duỗi lưng. Không phải là muốn nhìn cậu nhiều hơn mấy cái sao? Lời này khiến cậu rất muốn trên đường phố liền đi qua ôm lấy Cố Phi, mạnh mẽ hôn lấy mấy cái. Muốn nhìn cậu nhiều hơn mấy cái. Cậu cũng như vậy. Lúc ôn tập trong khóe mắt của cậu trước sau đều có bóng dáng của Cố Phi. Cho dù đi vào trạng thái thiên địa vô ngã, Cố Phi nói một câu liền có thể đem cậu khéo trở về. Muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe cậu ấy nói chuyện. Mà càng không thể chịu được là những lúc sớm chiều bên nhau, cứ ở cùng nhau theo thời gian đếm ngược thi đại học, từng chút một mà giảm đi. Loại suy nghĩ này nghĩ tới liền cảm thấy một hồi lo lắng, thậm chí vượt hơn cả kỳ thi đại học sắp tới. Tưởng Thừa một mình một người đi bộ trở về phòng thuê. Cậu không bảo Cố Phi tiến cậu, kiểu cuốn quýt dây dưa này á. Nếu không thể về kịp thời dừng lại, hai cậu không chắc sẽ ở giữa phòng thuê với cửa hàng nhà Cố Phi. Cậu tiến tôi tiến cậu, mà đi tới đi lui tiến 10 lần 8 lần. Phòng thuê bên này cũng toàn xác pháo đầy đất. Trong hành lang thậm chí giống như trải thảm đỏ. Tưởng Thừa dọc đường ngửi thấy mùi pháo, trên đầu kéo xuống. Mặc dù là tòa lầu cũ kỹ, nhưng hệ thống sưởi vẫn tốt và sung túc một cách kỳ diệu. Vào phòng một cái đều có thể cảm được khí tràn ấm áp. Cậu thay bộ quần áo thoải mái, ngồi vào trước bàn bắt đầu ôn tập. Trước tiên làm bài thi của tứ trung, sau đó là đủ loại nội dung cùng tài liệu của nhất trung và Phan Chí gửi. Trong mắt người khác, cậu có lẽ giống như cỗ máy không biết mệt mỏi. Học bá mà, tự giác mạnh mẽ, năng lực học tập và khả năng ghi nhớ cũng mạnh, học tập còn có kế hoạch, nhưng vẫn rất là mệt, bút đang viết sẽ dừng lại, đầu óc đang tập trung cũng sẽ mắc kẹt. Từ nhỏ cậu cứ hoàn toàn là một lực kìm nén, nếu nhất định phải làm được, nhất định phải làm tốt, một cách đơn thuần nghĩ muốn được một phần thừa nhận, mà bây giờ nguyên nhân cậu ra sức duy trì như vậy trở nên phức tạp hơn. Cậu đã không còn đường lui, Cố Phi cũng không có. Buổi tối Cố Phi gọi điện thoại tới gọi cậu đi ăn sủi cảo. Nếu không phải tiếng chuông riêng của Cố Phi đối với cậu là một loại kích thích, đoán chừng cậu cũng không phản ứng nhiều. Sủi cảo là Lý Viêm bọn họ gói, nói là có 10 cái sủi cảo bên trong bọc tiền, ai ăn được người đó có tiền, cậu được ước thấy. Trong đĩa xếp không hết, Cố Phi trực tiếp chia tới trong chén của bọn họ, mỗi người mấy cái, kết quả mỗi người đều ăn được 1 đồng tiền. Cố Miếu còn vì cắn trúng tiền mà sướng ra đến cả buổi. Trong chén này của Tưởng Thừa, 5 cái sủi cảo đều có tiền. Ôi, lúc Tưởng Thừa lần thứ 5 cắn được tiền, liếc mắt nhìn Cố Phi. Đại Phi, Lý Viêm cười không chịu nổi, cậu có phải là hắc hòm hay không? Chắc chắn là hắc hòm đấy. Lưu Phàm tung tay tiền trong lên, rồi cười nói, cậu ta không đem 10 cái để bỏ vào chỗ của Tưởng Thừa cũng có thể coi như là nhớ đến tình cảm anh em rồi. Các cậu cũng không thi đại học, Cố Phi nói, dù sao cũng chia cho chính mình 2 cái nữa chứ. La Vũ nói, tụi tôi không thi đại học, cậu thi đại học đấy. Cố Phi cười không nói gì. Ăn Tết đối với Tưởng Thừa mà nói, hoạt động chủ yếu chính là ăn xong sủi cảo chỗ này là đủ rồi. Tiếp đó mấy ngày nghỉ tiếp theo chỉ trốn ở trong phòng, không làm sao ra ngoài nữa. Cố Phi cách 2 ngày kéo cậu ra ngoài đi dạo, hít thở không khí, trên đường lại rẽ chích qua vài câu hỏi, kiến thức dựa vào lựa chọn bất ngờ mà hỏi cậu. Tưởng Thừa có chút phát hiện không ngờ, Cố Phi không có đặc biệt thuộc lòng qua nội dung gì đó, nhưng mấy lần trích ra vấn đề, cậu ta không cần phải nhìn đáp án đã biết được câu trả lời của Tưởng Thừa là đúng hay sai. Cậu giỏi nhá, Tưởng Thừa nói, đều nhớ hết. Không, Cố Phi cười, làm sao có thể, tôi chỉ là nhớ sơ sơ, bảo tôi nói là nói không ra được, nhưng cậu nói đúng hay không tôi đều biết. Hả? Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta, tuy rằng không biết có thể có tác dụng nhiều bao nhiêu, nhưng cậu vẫn từ từ gia tăng thời gian để Cố Phi trích ra thuộc lòng cho cậu. Một là thời điểm càng cần phải càng thuộc lòng nhiều hơn. trí nhớ càng ngày càng phải tốt, hay là cậu vẫn có chút đam mỹ không cam lòng. Cậu sẽ không nói thẳng ra, nhưng mà phương thức hai người chiếu cố rất tốt, Cố Phi sẽ không phát hiện. Kỳ nghỉ cứ dài theo tiết tấu có quy luật như thế rồi kết thúc. Học kỳ mới và khai giảng trước giờ nối liền cùng nhau. So với vận mệnh bi thảm của Phan Chí bên kia, mồng 4 đã lên lớp, tứ trung còn cho nghỉ thêm cả một tuần. Các trò, tháng 2 rồi, tháng 2 không nỗ lực, tháng 3 không cố gắng, tháng 4 không gắng sức, tháng 5... Lão Tử đứng ở trên bục giảng nói, có lẽ là trước khi mở miệng nói thầy ấy không nghĩ tới còn có nhiều tháng như vậy. Liệt kê xuống một hồi, miệng cũng xém tí nữa như cây gáo, hò ra 2 tiếng mới tiếp tục nói thêm. Không nỗ lực tháng 6 liền không có gì, bi thương ha, từ bây giờ các em bắt đầu đã không có thời gian nghỉ rồi, cũng không thể xả hơi nữa. Ngày mốt chính là Valentine, sáng sớm lúc Vương Húc tới hỏi Valentine nên tặng cái gì cho Dịch Tĩnh, Tưởng Thừa mới giật mình nghĩ ra, ủa, sắp tới là Valentine rồi hả? Cậu quả là ôn tập đến mức có phần đêm đầu óc quăng sạch, không có thời gian làm quà tặng cho Cố Phi nữa, nhưng vẫn muốn tặng cho Cố Phi chút gì đó. Tặng cái gì nhỉ? Đừng nghĩ tới Valentine nữa, Lão Tử cất cao giọng. Đừng tưởng là thầy không biết đầy trong đầu các em đều là nghĩ cái gì nha. Trong lòng Tưởng Thừa thoáng cái giật mình, nhướng lông mày một chút, vô thức ngẩng đầu liếc Lão Tử một cái. Cố Phi ở bên cạnh cười. Cậu có phải là vì Lão Tử nói trúng rồi hay không? Tưởng Thừa cười rồi không lên tiếng. Lúc chúng ta đi dạo cứ đốt 2 cây pháo hoa là được, Cố Phi nhỏ giọng nói. Thời kỳ đặc biệt thì đừng suy nghĩ. Còn có pháo hoa hả? Không phải bị nhị Miếu chơi hết rồi sao? Tưởng Thừa hỏi. Cậu ngốc hả? Cố Phi nói. Hiện ở trên đường cũng còn có thể mua đấy chứ. Tôi mua. Hả? Tưởng Thừa cười rồi thở dài. Vậy được, dẫu sao cũng không khác nhau mấy, sang năm lại ăn mừng cho tốt. Ừ, Cố Phi gật đầu. Tháng sau y như vậy, Lão Tử vẫn ở trên bục giảng, tận tình khuyên nhủ và nói. Các em hăng hái tinh thần lên một chút, cho thầy nhìn thấy thực lực của các em nào. Trong phòng họp trái lại không có tiếng rù rì của ngày thường. Có lẽ là ăn Tết chơi đến hết hơi hết sức, từng người nằm sấp trên bàn mà ngủ bù. Tháng sau liền y như vậy ha. Nhìn xem, thời gian đếm ngược, nhìn thấy chưa? Lão Tử tiếp tục cất cao giọng chỉ vào tờ giấy đếm ngược thời gian trên bảng đen. Cố gắng đó các em. Tưởng Thừa sửa vào trên ghế. Khoảng cách thi đại học còn có 114 ngày. Cậu biết không còn bao nhiêu thời gian, nhưng mà 3 tháng nghe ra còn dài hơn so với 114 ngày. Lúc thỉnh lình đụng phải 3 con số nhìn thấy ít ỏi này, tâm lý cậu vẫn rất khẩn trương. 114 ngày. Thời gian cậu và Cố Phi dính lấy nhau ở một chỗ từ sớm đến tối, cũng chỉ còn thêm 114 ngày nữa. Đầu óc cậu đột nhiên có chút rối loạn, lại có thể tính không ra đáp án đơn giản như vậy. Nhưng bất luận là gì, con số gì, so với vô cực đều tỏ ra quá ít ỏi.